Đây là vườn táo nhà mình đã thu hoạch được hơn 1 tháng rồi, bây giờ vẫn còn khá nhiều. Bây giờ mình táo to mình hái hái khá nhiều đi rồi, bây giờ còn những cái táo bi, táo nhỏ đây. Những quả táo to như này thì giá là 22 23, còn loại nhỏ nhỏ này là 7 8 nghìn. Giờ hiện tại mình còn khá nhiều. Nhà mình là mỗi thứ là trồng một ít, táo mình trồng một ít, bưởi mình trồng một ít, vải mình cũng trồng một ít. Nói chung là cứ rơi vào mùa nào thức đấy. Bà con đi thăm vườn táo nhà mình nhé. Bây giờ chỉ còn táo bi thôi, táo to mình thu hoạch trước 1 tháng rồi, bây giờ nó còn sót từng quả. Đây là táo to này, đây táo nhỏ kia là táo bi. Bây giờ hết vụ này là mình sẽ chặt cành đi. Mình chặt đi xong là mình lại để nó mọc mầm quay lại bà con ạ. Đây, hết vụ là mình sẽ chặt cành kiểu này này các bác. Đây là gốc táo của năm ngoái, mình chỉ cần vạc vỏ từ trên này xuống là nó chết đi, xong rồi mình để cái mầm mầm này mọc lên. 1 năm sau là nó sẽ to bằng này. Đây. Nó sẽ có quả thôi. Mình tiện là cho nó bám luôn vào cây này, đỡ phải lấy cây trống các bác ạ. À, bây giờ là qua Tết là mình sẽ làm clip hướng dẫn cách chăm sóc táo. Bác nào có nhu cầu muốn muốn dòng táo thì liên hệ mình nhá. Mình sẽ hướng dẫn các bác. Đây, táo năm nay là cực kỳ sai quả. Đây là hái đi nhiều đấy. Đây là cây táo, cái gốc táo này là của năm ngoái này. Mình vạc đi rồi nó chết rồi, xong rồi đến tháng 2, tháng 3 là cái mầm này nó mọc lên. Bây giờ hiện tại là tháng 12, là cây 1 năm là to, là nó to thế này rồi, 1 năm là bắt đầu cây to khủng khiếp luôn các bác ạ. Táo thì không cần sai quả lắm, chỉ cần vừa vừa thôi, vừa nó mới nhiều quả to các bác ạ. Đây là những quả to này. Quả to này thì giá nó mới cao này, những cái quả bi kia thì chỉ đủ ăn đậu thôi các bác ạ. À, bác nào muốn có nhu cầu là trồng cây nhưng mà không có giống thì có nhu cầu mua cây giống thì liên hệ với mình nha. Các bác cứ bình luận ở phía dưới ấy.
Nếu các bác nào đã có giống cây rồi mà chưa biết kỹ thuật làm ấy thì cứ bình luận ở dưới thì em sẽ trả lời các bác. À, mà nhân tiện đây thì em cũng xin gửi lời chúc tới toàn thể các bác đã quan tâm đến kênh nhà nông của em trong thời gian qua. À, bây giờ là hai mấy Tết rồi thì em cũng xin chúc các bác là một năm mới an khang thịnh vượng.